Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, mới đây, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn, sao vàng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên ích, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, đã bị công an bắt giữ để làm rõ hành vi giết người Đại diện Ủy ban nhân dân xã Vân Sơn thông tin, ngày 20 tháng 3, công an đã mời vợ chồng bà X lên để làm việc. Bà X đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giữa gia đình bà X và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau. Trước đó khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình bà LTP, sinh năm 1976, ngụ thôn 5 xã Vân Sơn, đã tới cơ quan công an trình báo sự việc bà P đi làm đồng từ 13 giờ cùng ngày nhưng tối muộn không thấy về nhà. Điện thoại không nghe máy. Thấy bất thường, người thân của người phụ nữ này và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bà P được người dân phát hiện dưới mương thoát nước sâu khoảng 40 đến 50 cm bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách nhà khoảng 800 m. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ.